Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam. Bi, Bo, Ken, vui giao thông. Tập 22, pha giải cứu kịch tính, thoát hiểm an toàn khi ở trong xe hơi. Mình chơi trò gì bây giờ hả các ông? Hay là đá bóng đi? Ôi, hình như tớ để quên kính trong xe rồi. Không có kính thì tớ chẳng nhìn được gì hết. Đây rồi, ở băng ghế sau, ngay chỗ cậu ngồi ban nãy. May quá, bọn mình vào nhờ bố của Bi mở xe để lấy kính đi. Ơ, cửa xe vẫn mở này. Để tớ vào xe lấy kính cho cậu. Không được đâu. Sí, nhắc cái vậy chứ. Xem tớ đây, siêu đơn giản. Nhưng tớ lại nghĩ khác, không có người lớn thì dù xe không khóa cửa cũng không được tự ý ra vào. Ờ, bọn mình vừa ngồi trong xe một phút trước đấy thôi, có sao đâu. Lúc đó có bố cậu đi cùng mà Bi, khác bây giờ nhiều đấy. Tớ không thể nhìn thấy gì nếu không có kính, nhưng tớ cũng không muốn tự ý vào xe khi không có bố cậu. Chắc là tớ không đá bóng với các cậu được rồi. Không thể nào. Ben, chờ đấy, tớ sẽ lấy kính cho cậu ngay. Ôi, nguy hiểm đấy Bi ơi. Ê, các cậu, đoán xem ai đây? Nhưng tớ nghĩ khác. Tớ nghĩ chúng ta nên gọi bố của cậu. Chẳng có tác dụng gì, không thể mở được, cửa bị khóa rồi. Chúng ta phải gọi người lớn đến đây ngay lập tức. Ben, cậu tìm thứ gì đó để che cửa kính và làm cho xe đỡ nóng. Ừ. Bi ơi, tớ sẽ đi gọi bố của cậu, cậu bình tĩnh đợi chúng tớ nhé. Ừ, chắc chắn rồi. Nhưng không có kính, tớ chẳng nhìn rõ cái gì cả. Ben ơi, nhanh lên, trong này nóng lắm. Được chưa Bi? Ôi, đây không phải là cửa kính đâu Ben. Hả? Mát hơn rồi. Hả? Thế, bố tớ đã đến chưa? Bố cậu không có nhà. Ôi không, bọn mình phải làm gì đó. Bo, hãy xem cuốn sách của cậu viết gì đi. Được, tớ tìm ngay đây. Đây rồi, trẻ em không bao giờ được vào ô tô một mình mà không có người lớn vì ta có thể bị nhốt trong xe. Ben đã hoàn toàn đúng khi không vào xe mà không có bố của Bi. Nếu đã bị nhốt trong xe rồi thì phải làm sao đây? Nếu trẻ em bị nhốt trong xe, trước hết phải giữ bình tĩnh. Được rồi, bọn mình đang giữ bình tĩnh đây. Sau đó phải gọi người lớn ngay lập tức. Ừ, chúng ta đã gọi bố Bi rồi, làm gì nữa? Nếu không có người lớn ở gần, trẻ em bị nhốt trong xe hãy bật đèn cảnh báo ô tô và bấm còi để thu hút sự chú ý. Tớ hiểu rồi. Bi, tìm nút có hình tam giác màu đỏ và nhấn vào đó để bật đèn cảnh báo ngay. Bấm còi đi Bi. Thật sao? Tớ đã xin được bấm còi bao nhiêu lần và bây giờ được bấm còi thật rồi đây. Hả? Ôi, bố. May là bố nghe thấy tiếng kèn xe inh ỏi và đến kịp lúc. Nhớ là không bao giờ được tự đi vào xe, nguy hiểm lắm đấy. Các con biết bảo nhau bấm còi và bật đèn cảnh báo là rất tốt. Chúng cháu cảm ơn bác. Vậy là tớ có thể nhìn thấy rồi. Bọn mình vẫn đá bóng chứ hả? Tớ nghĩ là tớ đã để bóng trong xe mất rồi. Và cậu còn muốn lấy nó ra nhanh chóng như ban nãy nữa không? Không, không đâu. Bố ơi. Nhớ nhé các bạn. Honda Việt Nam, nỗ lực hết mình vì sự an toàn của bạn.